G-Dragon, Jennie và những nhân vật sinh ra để nổi tiếng. G-Dragon, Big Bang. Những người sinh ra để làm idol chắc chắn không thể thiếu G-Dragon. Anh chàng đã dành 11 năm để chuẩn bị cho màn debut hoàn chỉnh của mình. Trưởng nhóm Big Bang thể hiện tài năng xuất chúng trong âm nhạc khi hát, rap đều tốt, lại còn có khả năng sáng tác thượng thừa. Chứ dừng lại ở đó, G-Dragon là nam idol sở hữu phong cách thời trang đỉnh cao. Anh trở thành đại sứ của nhà mốt xa xỉ Chanel chỉ sau khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với thương hiệu. Từng gu ăn mặc của nam thần tượng trên sân khấu lẫn ngoài đời đều dễ dàng trở thành xu hướng cho giới trẻ. Sinh ra không ở vạch đích, nhưng G-Dragon đã biết cách biến mình trở thành một trong những idol quyền lực nhất nhì K-pop. Nam thần tượng được netizen công nhận là ông hoàng K-pop. Nhiều người trầm trồ khi biết rằng hàng chục triệu won rơi vào túi G-Dragon dù chỉ ngồi một chỗ, nhờ vào tiền bản quyền và bài đăng quảng cáo trên Instagram. Jennie, Blackpink. Jennie là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất nhì K-pop ở thời điểm hiện tại. Với xuất phát điểm là thành viên Blackpink, Jennie sớm được Knet chú ý đến và dần trở thành cây hút fan. Ngoài hoạt động nhóm, Jennie còn xây dựng hình tượng cá nhân thành công khi debut solo. Man rapper nhà Blackpink hát tốt, rap tốt và vũ đạo không kém cạnh Lisa. Ngoài âm nhạc, Jennie sớm trở thành gương mặt tiếng tăm trong giới thời trang. Cô nàng được Chanel ưu ái chọn làm đại sứ thương hiệu ruột, liên tục lên bìa tạp chí do nhãn hàng tài trợ. Hiện tại, Jennie là thành viên thứ hai trong Blackpink sở hữu lượng follow khủng trên Instagram. Mỗi bài đăng thu về trung bình 4 đến 5 triệu lượt yêu thích. Dựa trên tất cả những điều này, Jennie không thể nằm ngoài danh sách những người sinh ra để trở thành idol. IU debut vào năm 2008, chỉ sau đó 2 năm, cô nàng đã xây dựng được tên tuổi của chính mình nhờ ca khúc Good Day. IU là một ca sĩ solo với giọng hát chinh phục khán giả, đầy nội lực và xúc cảm. Những màn lên nốt cao của nữ ca sĩ trên sân khấu, concert khiến cư dân mạng đều phải trầm trồ và thán phục. Tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc, IU là quái vật digital. Mỗi bài hát do cô thể hiện đều leo thang một cách nhanh chóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, đạt perfect on cue. Gần đây nhất, Lilac của IU làm mưa làm gió tại thị trường K-pop. Đẹp đẹp Rolling của Upbreaker. Ngoài ra, cô nàng còn lớn sân sang lĩnh vực diễn xuất và góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Hotel de Luna và Người Tình Ánh Trăng. Sự thành công của IU khiến những ai từng xem từng cô cũng phải e ngại và khẳng định nữ idol vốn dĩ sinh ra để trở thành người nổi tiếng bậc nhất. V, BTS. V là một trong những thành viên nổi bật của BTS, được netizen nhắc đến với nhan sắc tựa tranh vẽ và tài năng kiệt xuất. V hút fan nhờ giọng hát, vũ đạo, khả năng làm chủ sân khấu và tính cách vô cùng đáng yêu. Nam ca sĩ từng lớn sân sang điện ảnh với vai diễn Han Sung trong bộ phim lịch sử của đài KBS2, Hoa Kiếm Hoàng Rang. Người hâm mộ còn đặt kỳ vọng rằng V sẽ sớm được Big Hit cho hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực diễn xuất. Hội đủ các yếu tố của một thần tượng, V được cho là chàng trai sinh ra để làm idol. Chiêu mộ và để anh chàng debut cùng BTS là quyết định đúng đắn của Big Hit Entertainment. Taeyeon, SNSD. Nữ thần Taeyeon chắc chắn được Knet liệt kê vào danh sách những nhân vật sinh ra để làm người nổi tiếng. Taeyeon ra mắt với tư cách là trưởng nhóm của Girl Generation SNSD, dẫn dắt nhóm trở thành nhóm nhạc quốc dân đình đám của thị trường K-pop. Khi SNSD gián đoạn hoạt động, Taeyeon đẩy mạnh quá trình solo của bản thân và gặt hái được nhiều thành công. Từ sau sự thành công của ca khúc I vào năm 2015, con đường solo của Taeyeon diễn ra đầy thuận lợi. Những bản nhạc sau đó như Y, ElevenEleven, Four Seasons đều trở thành hit và được khán giả đón nhận. Sự thành công của Taeyeon còn được minh chứng qua việc cô giành được đề danh nhạc số tại lễ trao giải Soul Music Award 2020. Dù hoạt động nhóm hay đánh lẻ, Taeyeon cũng chứng minh được thực lực không phải dạng vừa của mình. Sugi, Red Velvet. Các tên cuối cùng trong danh sách những người sinh ra để nổi tiếng không thể thiếu Sugi. Debut cùng Red Velvet, Sugi được mệnh danh là cỗ máy nhảy của nhóm. Nữ idol chinh phục khán giả thông qua những kỹ năng vũ đạo điêu luyện và giọng hát tuyệt vời. Cư dân mạng cho rằng Sugi là báu vật của SM Entertainment. Thế nhưng đến nay, công ty vẫn chưa thực sự chú trọng đến tài năng của cô nàng. Tuy vậy, Sugi vẫn được công chúng nhắc đến bên cạnh những cái tên đình đám khác của K-pop. G-Dragon, Jennie, IU, Taeyeon, V và Sugi là bảo chứng cho sự thành công đến từ năng lực lẫn tố chất bên trong. Song hành với đó, tình cảm của người hâm mộ là yếu tố không thể thiếu để họ đứng vững ở vị trí của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh Net là nơi dành cho bạn.